Tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu chỉ đạo. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặc biệt khen ngợi Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, góp phần phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành trên thế giới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2021 Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam cần bám sát vào 8 trọng tâm chỉ đạo điều hành cùng 11 nhiệm vụ và giải pháp của chính phủ đã đề ra trong năm 2021. Từ đó, căn cứ vào điều kiện thực tế của mình, xây dựng các kịch bản phù hợp để chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo.